Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm sữa đậu xanh. Đây mình chuẩn bị 100g đậu xanh nè các bạn. Đậu xanh này là đậu xanh nguyên hộp. Dùng đậu xanh nguyên hộp. Đậu xanh thì các bạn có thể tìm mua ở tiệm tạp hóa. Đậu xanh thì cũng dễ tìm mua thôi. Còn đây là một bó lá dứa và 50g đường. Các bạn nếu không sử dụng đường thì mình có thể thay thế bằng sữa đặc nha. Và nửa lít sữa tươi nha các bạn. Mình dùng sữa tươi không đường. Đầu tiên thì mình sẽ cho nước vào và mình ngâm đậu xanh trong vòng 4 tiếng. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn đậu xanh mình đã ngâm rồi nè các bạn. Rồi, đậu xanh ngâm thì 4 tiếng thì nó nở ra như vậy nè các bạn. Các bạn so với lại đậu xanh mà mình chưa ngâm thì nó nở to hơn một chút xíu thôi. Chứ nó không có nở giống như mà cái hộp đậu nành nha các bạn. Hộp đậu nành nó nở là nó to lắm. Đậu xanh mình đã ngâm này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ vô nồi và mình luộc cho cái đậu xanh mềm ra. Bây giờ mình cho đậu xanh vô nồi. Sau đó mình sẽ đổ nước vô. Đổ khoảng nửa lít nước đi. Sau đó mình bật bếp lên. Đậu xanh đã mềm rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Thời gian mà mình nấu đậu xanh là khoảng 20 phút. Vớt đậu xanh ra để ráo cái mình cho vô cái cối xay này các bạn. Tiếp theo là mình sẽ chế sữa vô. Rồi giờ mình để máy vô mình xay thôi. Mình xay cho đậu xanh nhuyễn ra luôn. Mình xay xong rồi. Bây giờ mình sẽ luộc đậu xanh. Thì đậu xanh của mình là đậu xanh vỏ, cho nên mình sẽ luộc bớt đi cái phần vỏ. Mình lấy cái giá này mình cạo để cho đậu xanh rõ nước xuống. Chết rồi. Trời ơi, hậu đậu quá. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái phần đậu xanh nè. Mình đổ qua cái tô. Rồi mình sẽ cho vô 500ml nước. Sau đó mình quậy lên. Quậy đều lên, sau đó mình sẽ lược qua cái nồi. Rồi bây giờ mình đổ qua cái rây. Bây giờ mình lấy lá dứa nè các bạn, mình gút lại. Sau đó mình cho vô nồi để mình nấu cho nó có mùi thơm. Trong lúc nấu sữa thì các bạn nên quậy thường xuyên như vậy nè. Để hơi cái đậu xanh nó sẽ lóng xuống và nó sẽ dễ bị khét lắm. Cho nên mình sẽ quậy thường xuyên. Cái lá dứa này một chút nó sẽ thơm lắm á. Mình nấu cho đến khi nào sữa sôi lên là được rồi. Tại vì đậu xanh mình cũng đã nấu chín rồi. Bây giờ chỉ đợi cho nước sôi lên nữa là mình nhắc xuống. Để nguội thì mình có thể uống được rồi. Các bạn cũng có thể uống nóng được luôn. Hoặc là mình bỏ vô tủ lạnh mình để cho uống lạnh cũng được nữa. Nước đã sôi rồi, bây giờ mình cho đường vô. Các bạn nhớ nêm nếm lại nha. Nếu mà cái độ ngọt á, bạn nào thích uống ngọt á thì mình cho nhiều đường vào một tí. Mình quậy lên sau đó mình để mình nếm thử cái độ ngọt nó vừa chưa. Ngọt như vậy là được rồi. Rồi bây giờ mình tắt bếp thì mình múc sữa ra mình uống thử thôi. Cái phần lá dưới nè các bạn, mình vớt ra mình bỏ đi. Lấy đũa gấp ra mới được. Rồi, sữa đậu xanh của mình xong rồi nè các bạn. Mình múc ra cái ly nè. Ồ, nó còn nóng á. Rồi, mình đây là hộp đậu xanh. Rồi, bây giờ mình để mình uống thử nha, nó cũng còn nóng lắm á.
Béo quá à. Nghe mùi thơm của lá dứa với lại đậu xanh. Có hai cái mùi thơm. Mùi sữa nữa. Mùi béo ghê luôn á. Ngon quá à. Cái độ ngọt là vừa nha các bạn, không có ngọt quá. Mình uống sữa mà ngọt quá thì nó sẽ dễ bị ngán lắm. Các bạn có thể uống uống nóng cái gì nè. Hoặc là mình có thể cho vào tủ lạnh, mình để mình chế chế vô chai á, cái mình bỏ vào tủ lạnh mình để dành khi nào mình muốn uống thì mình chế ra mình uống. Còn không thì các bạn có thể cho nước đá, đập nước đá bỏ vô mình uống luôn cũng được. Sữa đậu xanh này uống là đẹp da lắm á, mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Thơm quá. Nhà các bạn mà có em bé, các bạn nấu sữa này nè cho em bé uống cũng tốt lắm á. Mình uống sữa đậu xanh cũng tăng cân nữa nha các bạn. Bạn nào mà gầy gò thì mình nên uống sữa nè. Mỗi ngày mình uống 2 ly, mình ăn cơm xong rồi cái mình uống vô. Đảm bảo là trong vòng 1 tháng này các bạn sẽ tăng cân đó. Nhưng mà các bạn phải làm mà các bạn phải uống đều đặn nha. Còn nóng quá cho nên mình phải múc từng muỗng như mình uống nha. Chứ mà nguội ra chắc mình cầm nguyên ly mình nốc luôn á. Sữa đến đậu xanh sao mình nấu nó không có ra màu xanh nha các bạn. Nấu cái nó ra màu trắng à. Chắc mình pha sữa nữa. Đây là đậu xanh nó một phần cái vỏ bên ngoài nó màu xanh thôi chứ ở bên trong thì nó màu hơi vàng nhạt. Ôi, hơi nguội các bạn ơi, giờ mình cầm nguyên ly mình uống luôn. Uống từng muỗng lâu quá, uống không có đã, mình phải cầm nguyên ly mình nốc gì nè nó mới đã. Ôi thơm quá à. Các bạn mình mới nốc một cái là uống hết ly luôn á. Còn có một chút xíu nữa là hết rồi. Rồi giờ mình uống một cái nữa là hết luôn á. Ngon quá à. Uống hết luôn rồi các bạn ơi, mình uống nóng như vậy cũng ngon lắm á. Các bạn ơi, mình uống hết rồi. Và video làm sữa đậu xanh của mình đến đây cũng hết luôn rồi. Chúc cho các bạn thành công và uống ngon miệng nha. Nếu như thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. À các bạn ơi, mình có một kênh mới á, là kênh Nhung Channel á. Các bạn nhớ qua xem để ủng hộ mình nha. Mình mới làm á, cũng ế lắm, ít bạn xem lắm. Các bạn nhớ qua xem ủng hộ mình nha. Nhớ đăng ký nữa nha. Rồi, mình chào các bạn. Bye bye. Hôm nay mình sẽ làm kem sầu riêng. Đậu phộng sau khi mà mình đã bóc vỏ và mình giã hơi nát ra rồi nè. Bây giờ mình lấy cái khuôn, cái hộp chứ. Rồi sau đó mình sẽ đậy nắp lại. Và mình bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh. Rớt ra coi. Yeah. Nhiều này hơi nhỏ rồi. Em ơi đang kem gì hen. Nè các bạn. Cái này giống kem ký ghê luôn. Cầm gì này ăn đi. Rồi sắn vô đây. Chừng nó lật. Này là giống kem ký nè. Có đậu phộng nữa, nó béo béo. Phộng mày nè, sai nhuyễn ra luôn. Trưa nắng mà. Trưa nắng mà ăn này mát. Wow, thơm quá. Này mùa sầu riêng đang tới mà. Ăn ăn sầu riêng mà nhớ tới dâu. Nó mịn lắm chứ nó không có đông đá cứng nha. Nhìn thôi, này không nỡ ăn.